thời đại của âm nhạc đã sắp tới hồi kết. Kỷ nguyên sắp tới sẽ không còn là nơi của những sự giải trí như vậy nữa. Một tương lai đầy khốc liệt, nơi mà các tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất xưng bá và tranh hùng. Cuộc chiến hủy thiên diệt địa ấy được diễn ra giữa Kiếm Đạo Thiên Tôn Irelia, Hàn Băng Thiên Tôn Lissandra và Bất Tử Thiên Tôn Udi. Tất cả chúng đã được ghi lại vào cuốn sử ký hôm nay, Nút Đầy Huyền Thoại tập 28. Cuộc tranh chấp đã diễn ra khi Hũ Vàng bắt đầu lộ ra tin tức mình đã cưỡi ngay trên con đinh thú kiểu dài tiến tới đấu trường tỷ võ. Từng nước cờ bắt đầu được hạ xuống với hai kẻ khổng lồ là Cho'Gath cùng Malphite. Bãi quay đầu tiên đem về rất nhiều tiếng ma vàng, trong đó Soraka có lẽ là thứ duy nhất mình tìm kiếm. Thiên cung ngay lập tức được mở. Đổi lại, số trang bị là cực kỳ ít, còn đúng cái nịt. Sau đó, các lựa chọn đầu tiên cũng được mang tới, trông chúng thực sự là khá bạc. Mình sẽ không thể nào kiếm được những đồng tiền xương máu khi chỉ có mỗi một mảnh đồ. Cũng vì thế, chiến thuật Echo đã được đưa ra cùng khổng lồ hóa. Điều này sẽ đòi hỏi tới việc cầm quân sao cho hiệu quả. Sau cùng, quý nhân và thiên cung là hai thứ được kích hoạt. Ấy thế mà, đối thủ lúc đó còn yếu hơn cả yếu. Trận thắng đầu ngày như vậy có thể khiến cho chiến thuật bị đảo loạn bất ngờ. Nhưng ngay khi mình đang cảm thấy thất vọng thì kỳ ngộ lại tới. Đây là một cơ chế mới trong mùa 11 và bạn có thể theo dõi nó trên thành điểm round. Kỳ ngộ lần này là sự xuất hiện của Morgana với hai lựa chọn. Nâng cấp tới hai vàng tiếp theo mà bạn mua, tức là cường hóa cho nó mạnh hơn, như kiểu siêu sao mùa 17. Rồi sau đó, chiến thuật sẽ là reroll của từng đó. Còn lựa chọn thứ hai là 10 vàng. Kết quả là gì thì chắc hẳn bạn cũng đoán được. Mình chọn vàng để bù lại lợi tức. Ngoài ra thì cũng không quên bán tướng để làm sao cho đủ 40 đồng. Sự bất ngờ còn chưa dừng lại. Mình tiếp tục gặp phải đối thủ đang đi trung đường ngay round tiếp theo. Hắn ta cũng rất giàu, với số tiền chẳng hề thua kém. Hai vị tướng nhỏ bé chẳng thể kích hoạt nổi tổng hệ nào, sẽ rất khó để lật kèo. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả mà đôi bên đều thỏa mãn. Khi đào đoạn đường tiếp theo sẽ không còn may mắn như vậy. Vẫn còn đó là những kẻ mạnh đang đón chờ ở phía trước. Trận thua đầu tiên diễn ra không có gì bất ngờ. Cấp độ 4 sẽ là lúc thiên cung được bổ sung thêm người. Về tổng hệ này thì nó khá giống với bác hội khi xưa, tức là càng nhiều càng tốt. Mỗi vị trong thiên cung sẽ cho cả đội một chỉ số riêng biệt. Tại đây thì Neko là vị tướng tiếp theo lên sân. Ngoài ra thì cô ta cũng là một pháp sư chân chính. Thế nên ELE là thành viên thứ 5 được góp mặt sau khi tăng cấp. Chỉ là đội hình này vẫn rất khó để chiến thắng khi chưa có đồ. Mình đạt tới cấp độ 6 khi bại đá xuất hiện. Sẵn tiện đang thừa tiền, thần thoại được viết lên nhờ có tam ken. Về cái bọn này thì lại giống với chiến tướng của 4. Chúng sẽ tích máu và chỉ số tấn công sau mỗi vòng đấu, tối đa là 4 vòng để trở thành sử thi. Mà sử thi thì lại tăng thêm các chỉ số đó thêm 50%. Dấu hiệu nhận biết là cái vòng tròn dưới chân của các vị tướng. Sức mạnh đội hình tiếp tục gia tăng khi Riven đột phá 2 sao. Cùng đá Malphite là thứ bị thay ra. Đổi lại, mình nhận thêm đấu sĩ kèm quý nhân. Cảm thấy thời cơ xuất sơn đã tới, Nagnasor được ghép cho Soraka. Cô y tá chống ra sớm ngày nào, một lần nữa đã triển thần uy. Đấu khí của kẻ địch bị phá hủy phần nào, khiến cho chúng khó lòng tung chiêu. Một cuộc chiến dài hơi cứ thế diễn ra, lũ kiều vui vẻ kiên rét liên tục sau đòn chiến. Nhưng sau cùng, chúng vẫn đánh giá thấp sự trâu bò của Riven cũng như Tam Ken. Mình đã giành giật thành công trận thắng đầu vòng 3. Thế nhưng, chuỗi thắng này sẽ rất khó kéo dài nếu như còn thiếu sát thương như vậy. Đũa phép là thứ tiếp theo mình nâng cấp, cũng như quyết định con đường tu tiên trong tương lai. Thậm chí để chắc chắn hơn, cấp độ 7 đã bị đột phá. Malphite, không ai có thể ngăn cản nó trở lại sân. Con đường tiếp theo đã trở nên rất khó để có được đối thủ xứng tầm. Bộ trang bị hoàn chỉnh dành cho Soraka cũng hoàn thiện sau khi đi trở về. Cũng chính nhờ nó mà mình mới có thể giữ được mạch thắng liên tiếp. 3.5 là một vòng đấu đầy khó khăn khi cả đội gần như đã hy sinh. Lúc này, Soraka một sao đã rất khó để gồng gánh. Thay vào đó, Morgana được mang ra sân cùng tộc U Linh. Đổi lại, Thiên Cung sẽ bị giảm đi phần nào sức mạnh phép thuật. Nhưng mọi thứ là rất đáng giá khi đối thủ này là một kẻ có được quỷ kiếm 3 sao. Ngoài ra, số nâng cấp của chúng lại thiên về khả năng tăng tốc độ đánh. May thay, Morgana lại có thể khắc chế này với hiệu ứng băng giá. Săn đấu dường như đã trở thành Bắc Giang vì đây là nơi rét lạnh quanh năm. Hàn khí liên tục nhập thể, thanh quỷ kiếm không thể nào chịu nổi mà tan vỡ. Chỉ là kiên liệt 2 sao vẫn là một uy hiếp cực mạnh còn tồn tại. Đội quân sử thi lần lượt trở thành vong hồn trước vị tử thần hai vàng này. Thậm chí nó gần như đã càn quét nốt cả phần còn lại. Mũi tên ấy chỉ thiếu đúng một giây trước khi bắn ra. Đáng tiếc nó vẫn không thành công. Ngọn lửa Witch bắt đầu cháy lên mãnh liệt. Cũng nhờ có chiến thắng này mà bình cảnh thứ 8 bị phá vỡ. Thiên giả là hệ tiếp theo được kích hoạt. Nó sẽ đem lại khả năng hút máu cho hai hàng đầu và thêm chỉ số phép cho hai hàng dưới. Thanh tộc hệ giờ đây là khá dài để có thể nhất thống thiên hạ. Cơm và bàn dân thì đâu có muốn như vậy. Họ muốn thứ gì đó kịch tính hơn nữa. Vậy nên, mình đã chọn bộ đôi bùng nổ để nhận về vị tướng 5 vàng ngẫu nhiên. Kết quả, nữ hoàng băng giá được triệu hồi. Một kết quả không quá khả quan vì cô ta không giúp đội hình mạnh lên quá nhiều. Trong khi đó, đối thủ tiếp theo đã làm chủ được sức mạnh của gió. Janna với thứ công pháp đại thành đã gieo rắc xuống đấu trường thứ sức mạnh kinh hoàng. Từng chiếc vòi rồng đã quấn phăng mọi thứ nó đi qua. Quả thực cũng rất đầu rồi, mình mới lại nếm trải cảm giác thất bại. Nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tới đại cục là bao. Sức mạnh đội hình tiếp tục được điều chỉnh với sự thay đổi của Lắc Thanh Hoa. Phần lớn trang bị sau đó bị chuyển sang Lissan với ý định luộc sôi bất kỳ kẻ địch nào. Thế nhưng có vẻ mình vẫn quá đề cao sức mạnh của vị pháp sư này. Tầm đánh chỉ có 2 ô đã khiến cho cô ta rơi vào cảnh chịu đòn từ rất sớm.
chưa kể tới việc cửa nam 3 sao với lớp da quá dày để có thể nấu chín. Mục tiêu sau đó đã bị thay đổi với hy vọng giảm bớt phần nào thương vong. Chiến bại đã là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là niềm vui ngoài ý muốn vẫn xảy ra khi gây liễu được một kẻ cầm đầu. Phần thưởng đó là một mảnh giáp lưới. Cơ mà kỳ ngộ tiếp theo lại khiến mình tức học máu. Bao tiền dùng để mua kinh nghiệm, giờ thì con cào cào này mới xuất hiện. 4 XP mà chỉ còn có giá 3 vàng trong 3 round tiếp theo. Điều này khiến mình phải tối ưu lợi thế ngay khi vòng nào bắt đầu. Cấp độ 10 là đỉnh cao cuối cùng mà cả đội có thể chinh phục. Chỉ là cái cửa hàng với nút đề này hơi ố rè thì phải, đội hình dường như chẳng được thay đổi bao nhiêu. Điều này đồng nghĩa với việc mình còn phải ăn nấm dài dài. Sau một hồi cắm cửa bán nhà thì Lilia cũng có thể đột phá thành công. Trước gang đạo tặc cũng theo đó mà đội chủ, phản họa lúc này đã trở thành một phương thế lực khủng mạnh. Cho dù đối thủ có là những kẻ máu mặt với bộ giáp vàng chỉ chẳng nữa, từng quả cầu ma thuật liên tục nổ tung trên sàn đấu. Sát thương của một kẻ được trở thành sử thi quả thực đã khác biệt rất nhiều, tôn nghiêm một lần nữa được lấy lại. Nhưng mà gặp phải cơn bão số 10 thì các đội hình này vẫn cứ bị thổi bay. Ngay sau đó là một giai đoạn khá khó khăn. Sức mạnh đội hình chỉ được tăng lên khi con rồng ngàn tuổi bắt đầu hạ cánh. Đa phần các vị tướng rẻ tiền đều bị sa thải. Tuy nhiên thứ quan trọng nhất vẫn còn nằm ở phía sau, thời điểm mà chiếc hũ vàng bắt đầu nổ ra. 250 đồng được chia đều cho cả 4 người mạnh nhất còn sống sót. Không phải lúc này thì còn là lúc nào nữa, nút đề của ta đâu? Với cái tỷ lệ cao nhất mình có thể lấy được thì cửa hàng dần tràn ngập màu hoàng kim. Cuộc đua của những kẻ tu tiền đã trở nên cực kỳ gay gắt khi các đối thủ khác cũng đang liên tục đột phá. Điểm sáng duy nhất lúc này không ai khác chính là bằng nữ Lissan với 7 mảnh ghép. Thậm chí ngay sau đó, Udi cũng không chịu thua kém, chỉ là thời gian chuẩn bị đã hết. Mình phải trở lại với cuộc chiến khốc liệt. Phía bên là những kẻ sử thi to lớn không kém và có vẻ như họ đang muốn hướng tới vị thần sức mạnh Set 3 sao. Lissan giờ đây đang gặp phải nguy hiểm chí mạng khi đứng mũi chịu sào. Hắn ta bốc lên mọi thứ dám đứng trước mặt. Ngay phía dưới là sự hỗ trợ đến từ thuật sĩ rừng sâu Azir. Cánh trái nhanh chóng tan vỡ trước khả năng dồn đam cực mạnh. Cả đội suýt nữa đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. 4 máu là con số cực kỳ bết bát trong giai đoạn khó khăn này. Không chỉ vậy, một vụ nổ lớn đã xảy ra. Không phải vụ nổ này mà là cái này. May mắn vẫn còn đó, đối thủ tiếp theo không phải là cô ta. Họ chỉ là những kẻ hào nhoáng trong bộ giáp vàng. Còn về sức mạnh đã chẳng có bao nhiêu sự uy hiếp. Cả đội dễ dàng vượt qua ải. Đến lúc này thì mọi thứ đã có thể biết được kết quả. Bằng nữ đã có thể trùng kích thiên tôn chi vị. Lý do ư? Đó là nhờ khả năng họa sư hóa hư thành thật của Huawei. Hắn ta có thể nhân bản bất kỳ ai dựa trên số vòng tương ứng với số tiền của vị tướng đó. Lissan là 5 vòng. Và đây đã là thời khắc cuối cùng. Tất cả hãy chuẩn bị đón nhận lấy mùa đông băng giá ấy đi. Cuộc chiến định mệnh rồi cũng phải tới. Kiếm tôn Ire đấu bằng tôn Lissan. Chúng còn lại quá nhiều máu, còn mình thì chỉ có đúng một mạng duy nhất mà thôi. Vậy nên sẽ không được để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Giờ thì để xem sức mạnh của vị pháp sư này nào. Tuy nhiên thì nhìn lại, có vẻ Lissan lại giống với luyện đan sư hơn. Toàn bộ đối thủ đều bị cho vào chiếc lò ấm sứ và dùng luyện. Kể cả là Ire 3 sao cũng không phải là ngoại lệ. Sự dày vò này chỉ có thể chấm dứt khi tất cả trở thành hư vô hoặc Lissan ngã xuống. Và chắc chắn cái thứ hai không thể nào xảy ra. Kẻ được xưng là vạn kiếm chi chủ cũng không thể nào chiến thắng, thậm chí còn khá uất ức là đằng khác. Dù vậy, tôi vẫn không để phụ lòng bản dân thiên hạ. Nút đề này cần được chứng minh qua việc không cần tới họa sư, và đó là sự đột phá của bất tử thiên tôn Uy Bà Sao. Cuộc chiến sau đó đã không còn điều gì bất ngờ hơn nữa. Udi còn chẳng phải ra tay, hắn ta chỉ cần đứng đó như một nhân chứng cho lịch sử mà thôi. Còn bạn thấy sao về cuộc chiến này? Hãy để lại bình luận và đừng quên cho mình xin một like, một sub nha.